Wow, BDBD, hello các bạn. Wow, hôm nay chúng ta lạc vào một nơi quá nhiều khủng long, quá nhiều con vật kỳ lạ sắc màu, cũng như là một dàn siêu anh hùng, cũng như đứng ở đây rất là nhiều nữa các bạn. Wow, và chúng ta cùng nhau khám phá nha các bạn ơi. Các bạn có biết đây là ai không? Wow, là Thanos nè các bạn ơi. Thanos với chiếc găng tay vô cực rất là mạnh nha các bạn. Yeah, rất là mạnh luôn. Ok, tiếp tục là ai đây các bạn? Wow, là Captain America nè các bạn ơi. Wow, Captain America. Wow, Captain America cũng có năng lượng ngay ngực nè các bạn. Wow, tuyệt vời. Yeah. Ở đây là con vật gì các bạn có biết không? Wow, là một con Godzilla nè các bạn ơi. Yeah, một chú Godzilla rất là siêu ngầu luôn. Đây là một con gì vậy các bạn? Wow, đây là một con gì mà dài thế này ha. Giới thiệu các bạn, đây là một con rồng màu vàng nha các bạn. Oh, Zebra Dragon. Yes. Ok, để chúng ta bật công tắc lên thử nha các bạn. Wow. Wow, nó có thể chạy được luôn nè các bạn. Wow, quá đã luôn. Yeah. Ok. Cùng mang chút Dragon này về nha các bạn. Wow, tuyệt vời. Ha, hôm nay quá trời đồ chơi, quá trời con vật rất là xịn sò. Hàm răng sắc nhọn này là của con gì các bạn có biết không? Wow, đó là của chú khủng long T-Rex, khủng long bảo chú, siêu to luôn nè các bạn. Wow, rất là nặng các bạn ơi. Trời ơi, các bạn có thể thấy được hả? Hàm răng của nó rất là sắc bén nè các bạn. Wow, có âm thanh luôn nè các bạn. Trời ơi, cái đuôi nó cũng khá là dài luôn các bạn, rất là nặng nha các bạn ơi. Yeah. Chúng ta cũng mang chú khủng long T-Rex siêu to khổng lồ này về thôi các bạn ơi. Coi còn có con gì đó không các bạn ơi. Wow, ở đây có một con robot chân bạch tuộc nè các bạn ơi. Yeah, nice. Rất là đẹp đúng không các bạn? Wow. Ở đây còn có những siêu anh hùng nữa các bạn. Wow, đây là Superman với một chiếc áo trời rất là đẹp, bay đến khắp mọi nơi các bạn. Wow, nice. Wow, ở đây là ai các bạn có biết không? Iron Man và Hulk. Yes. Không thể nào tránh được một trận đấu rồi các bạn ơi. Yeah. Chúng ta cũng mang người khổng lồ xanh hút này nè các bạn. Wow. Cũng như là Iron Man này về nha các bạn. Wow, tuyệt vời. Hai nhân vật siêu đình đám trong vũ trụ Marvel. Yeah. Coi còn cái gì nữa không các bạn? Wow, ở đây có những chú khủng long nữa nè các bạn ơi. Đây là con khủng long gì các bạn có biết không nè? Wow, ở đây cũng có công tắc nè các bạn. Ồ, nhưng mà chú khủng long này hình như hết pin rồi các bạn ơi. chú khủng long này có đèn nữa các bạn. Wow, đây là một chú khủng long có thể điều khiển từ xa được đó các bạn. Yeah, còn ở bên đây là những chú khủng long gì nè các bạn. Wow, đây là loài khủng long gì các bạn có biết không? Ở trên lưng nó có rất là nhiều chiếc sừng nè các bạn. Wow, để chúng ta có một động cơ tắt không nào. Wow, có nè các bạn. Wow, ở đây có những chiếc sừng nè các bạn. Khủng long này cũng có thể kêu được nè các bạn ơi. Yeah. Wow, nice. Oh, coi còn con gì nữa nè. Wow, đây là khủng long gì các bạn có biết không? Wow, một chú khủng long màu xanh đọt chuối rất là dễ thương luôn các bạn ơi. Rất là đẹp đúng không các bạn? Các bạn có thích không nào? Wow, còn bên đây là chú khủng long kiếm lớn nè các bạn. Đầu kiếm lớn này rất là đẹp nha. Chú khủng long này cũng khá là hiền đó các bạn ơi. Để chúng ta bật công tắc của chú khủng long lên coi nào. Wow. Wow, chú khủng long kiếm lớn này đang di chuyển nè các bạn ơi. Các bạn thấy có dễ thương không các bạn ơi? Wow, đẹp quá đúng không các bạn? Wow, tuyệt vời. Rồi, chúng ta cũng mang chú khủng long kiếm lớn này về nhà chơi luôn nha các bạn. Wow, ở bên đây có nguyên một chiếc xe tải luôn nè các bạn. Wow, chiếc xe tải này đang chở cái gì nhiều dữ vậy các bạn? Đây là một con gì các bạn có biết không? Wow, một chú rắn hổ mang nè các bạn ơi. Wow, nhìn hung dữ quá phải không các bạn? Wow, tuyệt vời. Còn cái gì nữa không các bạn? Đây là con gì các bạn có biết không? Wow, đây là một chú cá mập xanh nha. Wow, trên xe tải chúng ta còn có
khủng long nè. Ô không phải khủng long các bạn ơi, đây là cá sấu nè các bạn. Wow, một chú cá sấu màu vàng nha các bạn. Wow, tuyệt vời. À, ở trên đây còn có rất nhiều con vật nè các bạn. Một con vật nè, hai con. Đây là con gì các bạn có biết không? Đây là những chú tắc kè nha các bạn. Wow, ở ngoài tự nhiên những chú tắc kè này có thể đổi màu được đó các bạn ơi. Yeah, tuyệt vời tuyệt vời ha. Bỏ lên chiếc xe tải này trở về nhà luôn nào, cái chú tắc kè dễ thương ơi. À, về. Bên đây còn có gì nữa nè? Wow, đây là con gì các bạn có biết không? Phi ở trên đây nè các bạn. Đẹp quá các bạn ơi. Yeah, nice. Ok, bên đây còn có một con khủng long gì các bạn có biết không? Đây là khủng long ba đầu rồng nè các bạn. Wow, đẹp quá đẹp quá. Nó có một cái cánh màu vàng nữa nè các bạn ơi. Yeah, chúng ta thử bật công tắc của nó nha các bạn. Wow, nó đang bước đi rồi các bạn ơi. Wow, đẹp ghê ha. Wow, siêu ngầu luôn các bạn ơi. Yeah, chúng ta cũng mang chú khủng long này về nha các bạn. Wow. Rồi, mang chú khủng long này về luôn. Nhìn cặp cánh của nó thật là đẹp đúng không các bạn? Wow, tuyệt vời. Ở đây còn có một con khủng long gì nè các bạn. Wow, đây là khủng long cổ dài nè các bạn ơi. Rất là đẹp luôn đúng không các bạn? Wow, tuyệt vời. Yeah. Và cuối cùng chúng ta có một cái gì đây các bạn? Wow, một chiếc máy bay nè các bạn. Wow. Nice, chúng ta thử phóng chiếc máy bay này nha.